Ngày 9 tháng 2, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh này vừa triệt xóa băng nhóm người Việt tại nước ngoài, giả danh cán bộ tư pháp, lừa đảo người dân với số tiền hơn 200 tỷ đồng. Theo hồ sơ vụ việc, từ tháng 7 năm 2023, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An phát hiện tại tỉnh Nghệ An có một số nghi phạm, ổ nhóm có nhiều dấu hiệu nghi vấn đang làm việc cho các công ty tại nước ngoài, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam ở nhiều địa phương trên cả nước. Quá trình đấu tranh, cơ quan công an xác định Tăng Quảng Vinh, 35 tuổi, ngụ quận 5 thành phố Hồ Chí Minh là một trong những người chủ mưu quản lý, điều hành cấu kết với các đối tượng sinh sống ở Nghệ An và các nghi phạm nước ngoài hoạt động phạm tội trong các công ty tại nước ngoài. Ngoài Tăng Quảng Vinh, công an còn bắt giữ 31 nghi phạm ở các địa phương khác như ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Thanh Hóa. Riêng tại Nghệ An có 26 nghi phạm liên quan đến đường dây trên. Từ tháng 8 là em qua bên Campuchia làm cho người Đài Loan ở Campuchia. Qua bên làm cho Đài Loan giảm nhiệm vụ là làm bộ thông tin truyền thống, là gọi cho các nạn nhân là khỏa SIM. Và chủ Đài Loan có đưa danh sách cho của người Việt Nam để cho em gọi. Gọi về người Việt Nam thì gọi là giả dạng là nếu như không làm việc của chúng tôi thì chúng tôi sẽ khỏa SIM. Sau các nạn nhân nghe lời thì em chuyển lên hai. Toàn bộ quá trình liên hệ với bị hại, các nghi phạm luôn yêu cầu bị hại ở không gian độc lập, kín đáo, không được cho ai khác biết đến sự việc, thường xuyên giữ liên lạc để dễ dàng thao túng tâm lý bị hại. Bước đầu, tại cơ quan công an, các nghi phạm khai đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam cư trú ở nhiều địa phương trên cả nước, với số tiền lừa đảo hơn 200 tỷ đồng.